Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tuổi Bóng Đá. Kính thưa quý vị, báo chí của thế giới cũng như là chủ nhà của World Cup nữ 2023 tiếp tục phát sốt vì đội tuyển nữ Việt Nam, và báo của Anh tiếp tục đánh giá rất cao một cô chủ tuyến giữa của đội tuyển quốc gia Việt Nam, không phải là Thanh Nhã hay là Huỳnh Như. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Mai Đức Chung hiện nay đang khẳng định rằng đội tuyển nữ Việt Nam đang có một quyết tâm cực lớn để chúng ta có được cái thành tích tốt nhất tại World Cup nữ 2023. Trong ngày hôm nay, khi mà đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng để chuẩn bị sang New Zealand, thì thầy Chung có chia sẻ như thế này: hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị được tới 99% cho World Cup. Ngay từ chuyến tập huấn tại châu Âu thì chúng tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Bây giờ với đây thì chúng tôi chỉ cố gắng là củng cố và nâng cao, còn những sai sót thì cố gắng sửa chữa thôi. Và đến World Cup thì mọi người đều biết rằng chúng ta ở một bảng đấu khó như thế nào. Không thể nói thắng đội tuyển Mỹ là được, thế nhưng phải thi đấu hết sức mình. Hiện nay thì thầy trò huấn luyện viên Đức Chung cũng đang chuẩn bị lên đường sang New Zealand để chúng ta tham dự World Cup nữ 2023. Vừa qua, sau một quãng thời gian tập trung với những đợt tập huấn ở Nhật Bản hay là ở châu Âu, cũng như là có được chức vô địch SEA Games 32 tại Campuchia vừa qua, chúng ta đang có sự tự tin rất lớn và có lẽ rằng cũng đã có một sự chuẩn bị rất tốt cho lần đầu tiên chúng ta được tham dự đấu trường thế giới. Và quả thực thì cũng giống như với Mai Đức Chung có chia sẻ thôi, việc hiện nay đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta rơi bảng đấu quá khó khăn, điều này thì ai cũng có thể hiểu được. Thế nhưng sự quyết tâm là cái điều quan trọng nhất, hãy cứ thi đấu hết sức mình thì cái điều tốt đẹp nhất, những thành quả, những trái ngọt tốt nhất thì cũng sẽ dành cho đội tuyển nữ Việt Nam thôi. Trước khi lên đường sang New Zealand thì vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chốt 23 cầu thủ. Những cái tên bị loại thì bản tin trước chúng tôi cũng đã đưa. Và nói về câu chuyện này thì huấn luyện viên Mai Đức Chung có nói như thế này: tiêu chí của tôi là ưu tiên một vị trí có hai người có thể thay thế nhau được, hoặc là một cầu thủ có thể đá nhiều vị trí. Tôi loại 5 cầu thủ trên không phải vì họ kém, mà là họ vì trùng vị trí với nhau. Sau mỗi lần tập trung thì luôn có người bị trả về, lần này thì cũng như vậy thôi. Tất nhiên tôi phải động viên họ rất là nhiều. Quy định của World Cup thì chỉ để đem theo 2-3 người mà thôi, cho nên chúng tôi cần phải có những sự tính toán hợp lý nhất. Tôi ưu tiên vị trí tiền đạo. Bây giờ chúng ta đang có những cầu thủ tiền đạo thực sự, ví dụ như Huỳnh Như hay là Phạm Thị Hải Yến. Nếu mà một trong hai cầu thủ này chấn thương thì phải có người thay. Do đó thì tôi đã chọn thêm Vũ Thị Hoa và Nguyễn Thị Thúy Hằng. Vị trí tiền đạo rất quan trọng, thế nhưng cũng rất dễ bị chấn thương. Do đó là chúng tôi phải đưa ra những tính toán phù hợp nhất. Bên cạnh đó, vừa qua thì thầy Chung có một cái tiết lộ khá đặc biệt liên quan đến một cầu thủ cũng rất quan trọng, đó chính là Trương Thị Kiều. Và thầy có nói như thế này: Trương Thị Kiều hiện tại thì đạt được 90% thể lực thôi. Tuy nhiên vị trí đó rất cần thiết đối với chúng ta. Có thể Trương Thị Kiều không đá được suốt 90 phút, thế nhưng có những thời điểm thì cầu thủ này cần để vào sân để điều chỉnh hàng phòng ngự và nhắc nhở các đồng đội. Đó là những gì mà thầy Chung có chia sẻ về câu chuyện hiện nay, mặc dù là Trương Thị Kiều vẫn chưa bình phục 100%. Thế nhưng cô ấy vẫn có tên để sang New Zealand để chúng ta tham dự World Cup nữ 2023 sắp tới. Và hy vọng rằng là với một cầu thủ chắc chắn như được Trương Thị Kiều, với kinh nghiệm của mình ở nơi hàng phòng ngự, thì cô ấy sẽ chỉ huy tốt hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam để chúng ta đối đầu với các đối thủ rất mạnh như là Mỹ hay là Hà Lan. Đặc biệt là một trận đấu hoàn toàn có thể chúng ta nghĩ tới có điểm trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong khi đó thì hiện nay tại New Zealand thời tiết là rất lạnh bởi nó đang ở mùa đông, khác rất nhiều so với Việt Nam. Và đây đương nhiên là một trở ngại rất lớn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam mà chúng ta sẽ bắt buộc sẽ phải vượt qua. Và nói về câu chuyện để làm sao thích nghi với vấn đề về mặt thời tiết thì thầy Chung có chia sẻ như thế này: trước SEA Games thì chúng tôi tập huấn tại Nhật Bản với khí hậu lạnh, sau đó về Campuchia thì rất nóng, thế nhưng những cầu thủ thích nghi rất nhanh. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ bắt kịp nhanh. Ở Việt Nam thì thời tiết rất nóng, còn sắp tới sang New Zealand thì thời tiết là mùa đông là rất lạnh, rõ ràng đó là thử thách. Thế nhưng không chỉ là đối với chúng tôi mà với bất cứ đội bóng nào thì cũng tương tự như vậy thôi. Nói về các đối thủ sắp tới, thầy Chung có khẳng định rằng là họ là những đối thủ rất to lớn, rất cao to. Thế nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chút bỏ tất cả những áp lực để chúng ta nhập cuộc với một tinh thần thoải mái nhất có thể. Lấy dẫn chứng đó chính là trận đấu với đội tuyển nữ Đức vừa qua, thì thầy Chung có khẳng định rằng là các học trò của ông hoàn toàn có thể đạt những kết quả tốt hơn nhiều nếu như chúng ta nhập cuộc với một tinh thần thoải mái nhất và không có áp lực. Và bên cạnh đó thì huấn luyện viên Đức Chung cũng khẳng định rằng đó là việc đội tuyển nữ Việt Nam đã có rất nhiều những tiến bộ sau những trận đấu vừa qua, và chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được những hạn chế và phát huy điểm mạnh của mình trong các trận đấu gặp các đội tuyển rất mạnh tại World Cup nữ 2023.
Rõ ràng vừa qua thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã có một cái nhập cuộc tinh thần thực sự là tuyệt vời. Chúng ta cũng chẳng có bất cứ một cái áp lực gì trong cái lần đầu tiên chúng ta tham dự World Cup cả. Và tôi nghĩ rằng đó lại là một lợi thế, là một sức mạnh tiềm ẩn để cho đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể mang đến được những kết quả bất ngờ trước các đối thủ thực sự là khủng khiếp hiện nay ở World Cup nữ 2023. Đội đương kim vô địch Mỹ cũng như đội Á quân đó là Hà Lan. Trong khi đó hiện nay thì một tờ báo rất nổi tiếng của chủ nhà, đó là tờ báo của New Zealand, có dự đoán về tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Và đặc biệt một tờ báo của Anh có chia sẻ về những cầu thủ có thể tỏa sáng tại World Cup nữ 2023. Đặc biệt đó không phải là Huỳnh Như hay là Thanh Nhã, những cầu thủ đấy đã rất nhiều ấn tượng trong thời gian vừa qua. Hãng truyền thông Stud của New Zealand vừa qua đã đưa ra một nhận định tổng quan về kết quả của các đội bóng thuộc bảng E World Cup nữ 2023 và đương nhiên trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Nhận định về kết quả của đội tuyển nữ Việt Nam thì trang báo này có dự đoán như sau. Hạn chế số lần thua, những bàn thủng lưới là một trong những mục tiêu mà đội tuyển nữ Việt Nam đề ra. Trận mở màn đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Mỹ và có thể đó sẽ là trận thua rất đậm của giải đấu. Và điều tương tự cũng có thể xảy ra nếu như họ chạm trán với đội tuyển nữ Hà Lan. Tuy là trận đấu còn lại của Việt Nam gặp đội cũng là đầu tiên tham dự World Cup, đó là Bồ Đào Nha. Đây sẽ là một cơ hội rất tốt để cho đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành được những kết quả tích cực. Họ có thể ghi bàn thắng và thậm chí sẽ có điểm số ở trong trận đấu này. Và hãng truyền thông của New Zealand cũng giới thiệu sơ lược về những cầu thủ trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong số đó thì họ rất ấn tượng với những cầu thủ như là Tuyết Dung hay là Hải Yến. Nguyễn Thị Tuyết Dung nổi tiếng vào năm 2015 khi cô ghi bàn trực tiếp và có được 2 quả đá phạt góc thành bàn khi mà đấu với đội tuyển Malaysia. Bàn đầu tiên được cô thực hiện bằng chân trái và bàn thứ hai bằng chân phải tại giải AFF Cup nữ. Trong khi đó nói về một cầu thủ khác đó chính là Huỳnh Như thì tờ báo này có nói rằng là Huỳnh Như năm ngoái đã trở thành cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam ký hợp đồng với một đội bóng châu Âu, gia nhập câu lạc bộ Lanh FC tại Bồ Đào Nha. Phạm Thị Hải Yến là một cây săn bàn tốt bậc nhất ở giải vô địch quốc gia, từng ghi 6 bàn trong một trận đấu cho đội tuyển quốc gia vào năm 2021 khi mà họ đánh bại Maldives với tỷ số 16-0 tại AFF Cup nữa. Và trang này cũng có dự đoán rằng là hai đội bóng đó chính là Mỹ và Hà Lan đang có một trình độ vượt trội và họ sẽ đi tiếp vào vòng knockout. Họ khẳng định rằng là để mà so sánh sức mạnh với những đội bóng như là Bồ Đào Nha hay Việt Nam thì những đội tuyển như là Mỹ hay Hà Lan sẽ không gặp quá nhiều những khó khăn. Trong khi đó họ đánh giá về đội tuyển nữ Việt Nam thì cũng có khẳng định rằng đây là một đội bóng rất đặc biệt. Đội bóng này đang cho thấy rằng dù họ rất nhỏ bé thế nhưng không dễ gì bị bắt nạt. Họ hoàn toàn có thể mang đến những điều bất ngờ giống như những gì mà họ đã làm được trong trận đấu với đội tuyển Đức vừa qua. Đó là những gì mà một tờ báo của New Zealand, chủ nhà của World Cup nữ 2023, có đánh giá và chia sẻ về những đội bóng và đặc biệt đó là đội tuyển nữ Việt Nam. Và một điều đặc biệt đó chính là một tờ báo rất nổi tiếng của Anh, đó là tờ 90 Mil, có tiếp tục nhận định về những cầu thủ đặc biệt đáng xem nhất tại World Cup nữ 2023. Trong đó một cầu thủ nữ của đội tuyển Việt Nam đó không phải là Huỳnh Như hay là Thanh Nhã, những cầu thủ để lại rất nhiều ấn tượng ở trong quãng thời gian vừa qua. Mới đây, tờ 90 Mil thu hút sự chú ý với bài viết có tiêu đề rằng các cầu thủ đáng xem nhất tại bảng E World Cup nữ 2023. Trong đó thì trang này bình ra 5 cầu thủ nữ đáng xem nhất thuộc 4 đội tuyển nữ khác nhau tại bảng E, bao gồm có Mỹ gồm có 2 cầu thủ, Hà Lan có 1 cầu thủ, Bồ Đào Nha 1 cầu thủ và Việt Nam có 1 cầu thủ. Đáng chú ý đại diện bình chọn phía đội tuyển nữ Việt Nam đó là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, chứ không phải những cái tên nổi bật như là Tuyết Dung, Huỳnh Như hay là Trương Thị Kiều hay là Thanh Nhã vừa qua. Và tờ này có phân tích rằng dẫn đầu hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam đó là Thùy Trang, một tiền vệ nhanh nhẹn và cô có thể thi đấu cực kỳ xuất sắc ở vị trí giữa sân và ngoài biên. Cầu thủ 34 tuổi này từng được trao bằng đội trưởng. Cô ấy được kỳ vọng rằng sẽ giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn cũng như pha phản công thần tốc nhằm gây khó cho một hoặc hai đối thủ ở cùng bảng. Đó là những gì mà tờ 90 Mil của Anh có nhận định về một cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Đương nhiên thì vừa qua chúng ta cũng thấy được là những Thanh Nhã đang cực kỳ nổi bật với một bàn thắng vào lưới của đội tuyển nữ Đức. Nhưng chắc chắn nếu mà những ai về mặt chuyên môn thì cũng không thể không nhắc đến đó chính là Thùy Trang. Cầu thủ hiện nay đã 34 tuổi, rất nhiều tuổi rồi. Thế nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Thùy Trang đã giúp cho tuyển nữ Việt Nam đã có được một cái thế trận thực sự là khó tin trước đội tuyển nữ Đức. Bởi khi mà có được một thế trận như vậy rồi thì chúng ta mới có được những cơ hội để có thể là phòng ngự tốt, đưa ra những đường phản công nhanh và những pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Vì vậy mà với
Trần Thị Thùy Trang thì tôi cũng rất tin tưởng rằng hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đứng vững và chúng ta sẽ mang đến một thế trận không phải là ngang ngửa, thế nhưng dù sao cũng sẽ là những một thế trận tốt trước những đội bóng lớn như là Mỹ hay Hà Lan, để hoàn toàn chúng ta có thể nghĩ đến việc là sẽ có được những bàn thắng vào lưới của những đối thủ này, phải không ạ? Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào với những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuổi Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuổi Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.